Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 18, chương 48. Tập 21. Bên kia, thím Trường thầm đang giận sôi lên vì thái độ của bệnh viện. Bọn họ lại nghi ngờ bà nói dối, không tin cô chủ là vợ chưa cưới của Thẩm Mục Phạm. Bà tức giận nhấn mạnh, cô chủ nhà chúng tôi chính là vợ chưa cưới của Thẩm Mục Phạm. Y tá vừa bị bà quát cười khinh miệt, quay sang nói với đồng nghiệp, người này thật đúng là buồn cười, cứ thích giả làm kẻ có tiền. Ngày hôm qua còn theo tôi nói muốn đổi phòng bệnh, nếu thực sự có tiền, trực tiếp đổi sang bệnh viện tư nhân là được. Thiêm Trường tức quá mà nói không nên lời, xoa ngực cả buổi trời mới có thể thở được. Tôi không tranh cãi với các người, mặc kệ cô chủ là ai, hiện tại cô ấy bị mất tích trong bệnh viện, các người phải có trách nhiệm tìm. Cô ta tự ý rời khỏi bệnh viện. Y tá chỉ vào băng ghi hình bên cạnh nói, trên màn hình rõ ràng Bạch Chi Âm tự đi ra khỏi bệnh viện. Thời gian là 4 giờ sáng. Thiêm Trường cũng biết cô chủ tự mình rời đi, nhưng bà không chịu được thái độ từ phía bệnh viện. Đang muốn cùng bọn họ tranh luận, thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Bà lấy ra nhìn một cái, lập tức hưng phấn bật cười. Đứng lên nghe vừa kêu câu cậu chủ đã bị đối phương cắt ngang. Thiếm đang ở đâu? Giọng Thẩm Mục Phạm lộ ra vẻ không vui. Có điều, giờ phút này Thiếm Trường không rảnh mà để tâm đến thái độ của anh. Cậu chủ, không thấy cô chủ đâu cả. Không thấy? Lồng ngực anh nhói lên, lạnh giọng hỏi. Cô ấy không phải ở bệnh viện sao? Sao lại bảo không thấy? Thiêm Trường tức tối, đem ngọn nguồn mọi chuyện kể lại một lần, cuối cùng than thở. Người trong bệnh viện còn nói tôi nói dối, nói cô chủ không phải vợ chưa cưới của cậu. Thẩm Mục Phạm không để ý sự oan ức cùng lên án của bà. Thiếm nói, trên băng ghi hình thấy rõ là cô ấy tự mình đi ra khỏi bệnh viện. Là bọn họ nói như vậy. Thiêm Trường dừng một chút rồi nói tiếp. Nói là đi lúc 4 giờ sáng, tôi cảm thấy là không thể. Đêm hôm khuya khoắt cô chủ ra ngoài để làm gì chứ? Bà còn muốn nói thêm, điện thoại đột nhiên bị cắt. Trong ống nghe truyền đến âm thanh túc túc. Thiêm Trường cảm thấy mờ mịt, thật lâu mới thở dài. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thẩm Mục Phạm cúp điện thoại, trực tiếp bấm số của Lý Khả. Những người đi theo cô ấy đã rút chưa? Không cần hỏi, Lý Khả biết cô ấy là ai, chỉ là không ngờ ông chủ lại hỏi đến tung tích của cô. Phải biết rằng, ngày hôm qua thuộc hạ báo với anh cô phải vào bệnh viện, không đợi nói xong đã bị anh lớn tiếng cắt ngang. Tôi không muốn nghe tin tức của cô ấy. Lý Khả cũng không biết hai người có mâu thuẫn gì, nhưng dựa theo sắc mặt cùng cơn tức của ông chủ, xác thực là tức giận đến không nhẹ. Nhưng càng như thế này, càng có thể chứng minh người kia rất có sức ảnh hưởng trong lòng ông chủ. Thấy chưa, mới một buổi tối, hôm trước vẫn hét ra lời lẽ nghiêm khắc, nói không muốn quan tâm giờ lại thăm dò tin tức của cô ấy. Hay da, gió quýt dậy có móng tay nhọn, phỏng chừng cũng chỉ có cô mới có thể làm cho người có sức ảnh hưởng đến hai giới hắc bạch trở nên không kiềm chế được cảm xúc thế này. Nghĩ thì nghĩ thế, Lý Khả liền trả lời không chút chậm trễ. Không có, chúng tôi vẫn bí mật bảo vệ cô chủ. Bảo vệ đến cô ấy từ bệnh viện đi ra ngoài, các cậu cũng không biết. Anh hỏi lại. Đương nhiên là biết, nhưng chẳng phải anh không chịu nghe hay sao? Lý Khả âm thầm kêu oan, thấp giọng báo cáo. Cô chủ rời khỏi bệnh viện là lúc 4 giờ sáng, đi đến một khu chung cư gần chiếm xá chuỗi. Chủ nhà là bạn của cô chủ, tên là Liên Hy, nhưng anh ta cũng không sống ở đó. Dừng một chút, Lý Khả cân nhắc bổ sung thêm. Ngoài ra, cô chủ đi bộ trở về. Thẩm Mục Phạm cắn răng, ngón tay nắm thành nắm đấm. Đi bộ về? Mariam đến tòa nhà chiếm xá chuỗi, lái xe cũng mất nửa tiếng. Cô thật có khả năng, thậm chí đi 3-4 tiếng. Ông nghe phút chốc trở nên yên tĩnh. Cho dù không nhìn thấy, Lý Khả vẫn có thể hình dung được biểu cảm của Thẩm Mục Phạm, nhất định là mặt xanh mày chao. Phản phất yên tĩnh một chút,
Lý Khả mới nghe được anh nặng nề nói. Cô ấy thích đi, tùy cô ấy. Không có tạm biệt, điện thoại cứ thế mà bị cắt. Lý Khả nắm di động, đáy mắt kinh ngạc thật lâu không thể mất đi. Thái độ này của ông chủ là dối sao? Hành vi cực kỳ giống với đứa em họ đang học trung học của anh ta. Rất ngây thơ, biết không vậy? Chiếm xá chuỗi, bên trong chung cư Hạnh Lâm. Ly Hy bưng một chén cháo qua đi vào phòng ngủ, ngồi ở bên giường, nói với người trên giường. Chị ẩm, ngồi dậy ăn chút gì đi. Chị em lắc đầu. Tôi không đói bụng. Không đói bụng cũng phải ăn một chút, buổi sáng cô đã bị ngất đấy. Ly Hy đặt chén cháo lên trên tủ đầu giường, đưa tay nâng cô dậy, giọng nói nghiêm túc. Cô có nhớ, trước kia từng nói rằng, bất luận gặp phải khó khăn gì cũng sẽ không tra tấn chính mình không? Chị âm ôm chân, đờ đẫn mà vùi mặt vào đầu gối. Trong đầu như trải qua một phen chấn động. Mọi thứ bị phá hủy, để lại đằng sau một đống đổ nát. Vẻ mặt đờ đẫn của cô làm cho Liên Hy đau lòng mà thở dài, nhớ tới tình hình buổi sáng. Sáng sớm, anh tập thể dục trở về, đang tắm trong phòng tắm, thì di động trong phòng đột nhiên rung, là một dãy số xa lạ. Lúc đầu anh tưởng là điện thoại tiếp thị nhàm chán, vậy mà đối phương cố chấp gọi liền 3 lần. Anh bất đắc dĩ phải nghe. Bên kia truyền đến giọng nữ yếu ớt. Liên Hy, anh có thể tới chung cư Hạnh Lâm một chuyến hay không? Tôi không có chìa khóa, không vào được. Giọng của cô suy yếu, vô lực, giống như tơ nhện. Anh sửng sốt trong chốc lát mới chần chừ hỏi. Chị ấm, là cô sao? Cô cúi đầu ừ nhà một tiếng. Tôi ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu chờ anh. Liên Hy không dám hỏi nhiều, đem mặt lao qua quýt rồi lấy chìa khóa. Lúc này cô ấy một mình ở bên ngoài, chắc chắn là xảy ra chuyện. Trên đường chạy như bay, anh chạy tới chiếm xá chuỗi. Xe vừa mới vào đầu phố, liền trông thấy một người ngồi chồm hổm ở cửa hàng tiện lợi. Cô mặc quần áo màu hồng nhạt, như là quần áo bệnh nhân, yếu ớt giống như lá cây điêu tàn trong gió. Ngực đau nhói, anh giẫm mạnh chân ga, chạy xe đến cổng cửa hàng tiện lợi. Nghe được tiếng phanh xe chói tai, Bạch Chăm ngẩng đầu, lúng ta lúng túng mà nhìn về phía người đàn ông đang bước tới phía mình, như là dùng hết toàn bộ sức lực mới nói ra được một câu. Anh đã đến rồi. Liên Hy bước nhanh đi tới bên người cô, nhìn gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, vội vàng cởi áo khoác lên người cô, sau đó nắm bả vai cô muốn đỡ cô đứng lên. Ngồi chồm hổm quá lâu, chân cô tê dại, thật vất vả mới miễn cưỡng đứng lên được. Nhưng chân càng ngày càng nhuyễn, cuối cùng thực sự chống đỡ không nổi, thân thể lung lay sắp ngã xuống. May mắn Liên Hy lanh lẹ, vững vàng đem cô đỡ lên. Thời dịp lúc cô ngủ mê mệt, Liên Hy gọi điện cho Nghiên Hy. Lúc này mới biết Thẩm Mục Phạm đã biết chuyện giả mang thai. Chẳng qua không ngờ Thẩm Mục Phạm biết sớm như vậy, càng không ngờ đến là anh vẫn ẩn nhẫn không nói, còn tận lực giúp Chi Âm giải quyết chuyện nhà họ Bạch. Sớm biết rằng anh ta thông minh và yêu Bạch Chi Âm như vậy, hẳn là phải khuyên Chi Âm sớm nói thật cho xong. Công bằng mà nói, anh hiểu rõ thái độ của Thẩm Mục Phạm hiện giờ. Nếu đổi là anh, nói không chừng rất tức giận. Chẳng qua, chứng kiến bộ dáng tiều tụy của cô, anh lại trách Thẩm Mục Phạm không đủ rộng lượng. Nếu trước đó có thể bao dung, vì sao hiện tại phải tính toán? Thở dài một hơi, anh vỗ vỗ vai Bạch Chi Âm an ủi. Đừng lo lắng, anh ta thật sự yêu cô. Chờ anh ta hết giận thì sẽ tha thứ cho cô thôi. Sẽ không đâu. Cô lắc đầu, tuy rằng cô mệt đến ngay cả hơi sức nói chuyện đều không có, nhưng cũng không gây trở ngại đến khả năng suy xét của cô. Cô ở bệnh viện đợi một ngày, Thẩm Mục Phạm cũng không tới thăm cô. Mà cô hiện tại đi khỏi bệnh viện lâu như vậy, ngay cả ý nghĩ tìm cô cũng không có. Anh thật sự không cần cô. Sự tuyệt tình của anh giống như chỉ một bàn tay bóp nát trái tim cô thành từng mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đều là tình yêu cô dành cho anh. Đúng vậy, đến lúc anh lạnh lùng mà xoay người, cô mới hiểu được tình yêu dành cho anh đã xâm nhập vào trái tim, xâm nhập vào xương tủy. Nghĩ đến bọn họ từ nay về sau là người qua đường, cơn đau tan lòng nát dạ lập tức kéo tới, đau đến nỗi cô khóc thất thanh,
hối hận xen lẫn tuyệt vọng theo nước mắt chảy ra. Liên Hy thương tiếc mà ôm cô vào trong lòng, bàn tay hạ xuống vỗ về sau lưng cô. Khóc đi, khóc ra là tốt rồi. Ngày hôm đó, sau một hồi khóc lớn, những cảm xúc dồn nén của Bạch Chi Âm được giảm bớt. Liên Hy khuyên lại bà cuối cùng cũng ăn được một chút. Nhưng những ngày tiếp theo, con người cô dường như thay đổi toàn bộ. Thường ngồi ôm chân trên cửa sổ gỗ mà nhìn ra ngoài. Đôi mắt linh động mất đi vẻ rực rỡ vốn có trước đây. Như là đối với bất cứ chuyện gì cũng đều mất đi hứng thú. Ngay cả Tiểu Thiên đến thăm, cô cũng chỉ sờ đầu cậu, không nói một câu. Điều khiến Liên Hy lo lắng chính là việc ăn uống của cô. Cô luôn nói không có cảm giác ngon miệng, mỗi lần được khuyên bảo mới miễn cưỡng ăn một chút, ăn ít đến mức ngay cả không bằng một con mèo. Doãn Nghiên Hy sợ cô cứ như vậy sẽ suy sụp, nên đề nghị chuyển đến ở cùng cô, lại bị cô cự tuyệt. Không cần, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất của cậu, không cần bận tâm đến mình, yên tâm, mình không sao. Không sao? Nghiên Hy trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Cậu xem cậu gầy đến thành cái dạng gì rồi, còn nói không sao? Cô nhếch khóe miệng lên, nhưng lại không kéo ra nổi một nụ cười, bàn lãng sang chuyện khác. Đúng rồi, kế hoạch thu mua thế nào, hiện tại có bao nhiêu cổ phần của Lâm Thị? Cậu không cần quan tâm chuyện này, nên suy nghĩ đến việc của bản thân mình đi. Nghiên Nghi giữ chặt tay cô, lời nói rất nghiêm túc. Đã hơn nửa tháng rồi, chẳng lẽ cậu không muốn níu kéo anh ta sao? Giang nghiêng đầu tựa vào trên gối. Anh ấy đã không thương mình nữa. Ai nói vậy? Chính anh ta sao? Nghi Hi tức giận. Cậu cho rằng tình yêu là cái gì? Dễ đến rồi đi, nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu. Anh ấy chưa nói, nhưng mình biết. Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô. Mấy ngày này tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô vẫn chờ đợi anh đến tìm mình. Cho dù là một cuộc điện thoại, một tin nhắn, cô đều hy vọng. Nhưng mà cái gì cũng không có. Anh nói được thì làm được. Đoạn tình cảm mới nảy nở này bị cắt đứt, kết thúc quan hệ của bọn họ. Thái độ uể oải cùng chán nản của cô khiến Nghiên Hy vừa đau lòng vừa tức giận. Anh ta nói không muốn gặp cậu, cậu không biết đi tìm anh ta hả? Không đợi cô mở miệng, Nghiên Hy liền nói. Chuyện này nói cho cùng là cậu sai. Anh ta tức giận, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Cậu còn muốn để anh ta chủ động mà nói tha thứ cho cậu chắc. Thấy cô không lên tiếng, Nghiên Hy quán trách mà xỉa đầu của cô. Cậu nha, thông minh cả đời, hồ đồ trong chốc lát. Trước đây anh ta không thương cậu, cậu cũng tìm mọi cách tiếp cận anh ta. Bây giờ anh ta có tình cảm với cậu, cậu lại đứng yên, do dự không bước tới. Thật uổng cho tấm lòng của anh ta. Nếu mình là anh ta, lúc này tám phần là nghi ngờ cậu không yêu anh ta, chỉ là muốn lợi dụng anh ta giúp cậu mà thôi. Không phải, ngay từ đầu là mình muốn lợi dụng anh ấy, nhưng sau này... Cô dừng một chút, nhỏ giọng như kiên định nói. Mình yêu anh ấy. Cậu giải thích với mình thì có ích gì? Cậu đem những lời này đi nói cho anh ấy đi. Doãn Nghiên Hy thở dài. Từ đầu tới cuối, Thẩm Mộc Phạm không để tâm cậu lừa anh ta. Điều anh ta để ý là cậu không tin tưởng, không muốn thổ lộ tâm tình, không chịu đem sự thật nói cho anh ta biết. Bây giờ cậu trốn đi, không làm gì sẽ làm anh ta càng thất vọng. Như vậy càng tệ, hai người kết thúc thật đấy. Nhưng mà mình sợ. Sợ cái gì? Nghi Hy lớn tiếng cắt đứt sự do dự của cô. Kết quả tồi tệ nhất là anh ta không để ý đến cậu. So với hiện giờ có gì khác nhau? Nếu như vậy, anh sao không thử một phen? Một hồi giảng giải khiến Bạch Giam lấy lại một chút niềm tin đã mất. Buổi tối, cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh những ngày bọn họ cùng nhau vui vẻ ngọt ngào như một cuốn phim lướt qua. Nghi Hy nói đúng. Anh yêu cô như vậy, cô làm sao có thể chỉ vì vài câu nói ác ý cùng lạnh lùng của anh mà bỏ cuộc. Cô phải đi làm cho rõ để được anh tha thứ, tìm lại hạnh phúc thuộc về mình. Giống như đang ở trong sương mù dày đặc tìm được phương hướng. Giam mất ngủ hơn nửa tháng lại thoải mái ngủ một giấc ngon lành. 8 giờ sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, tự làm cho mình một món rất ngon miệng, lấy ra bộ quần áo thích nhất, trang điểm khéo léo khuôn mặt, mang theo túi xách ra khỏi nhà, mở cửa, chân vừa bước ra, liền dẫm lên tờ báo nằm dưới đất.
Cô cúi đầu vừa thấy lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Câu chuyện cô bé lọ lem dở tan, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị đính hôn với Thạch Dận Nhã, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thiên Dung. Chương 57. Trong trụ sở chính của tập đoàn Thẩm Thị, Nghiêm Chinh đọc xong tin tức vô căn cứ về việc đính hôn kia, rồi thích chí nhìn anh chàng đang đứng bên cửa sổ. Ê, ông đùa lớn như thế, lỡ không thu dọn được tàn cục thì làm sao đây? Ai nói tôi đang đùa? Thẩm Mục Phạm không quay đầu lại, trả lời. Nghiêm Chinh đặt tờ báo xuống, dắt chéo chân lên. Không phải đang đùa, vậy chứ không lẽ ông tính cưới Thạch Dận Nhã thật? Thẩm Mục Phạm hỏi lại. Không được sao chứ? Đương nhiên là được. Có điều ông nỡ bỏ cô ấy sao? Nghiêm Chinh đi guốc vào bụng anh. Không đợi anh trả lời, Nghiêm Chinh đã đáp thay anh. Tôi không tin ông nỡ. Ông còn đang giận cô ấy đúng không? Thẩm Mục Phạm không trả lời Nghiêm Chinh ngay, mà chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới hỏi nhỏ. Nếu đổi lại là ông thì ông có tha thứ cho cô ấy không? Nghiêm Chinh nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án thành thật nhất. Không biết nữa, có lẽ là có, cũng có thể là không. Quan trọng là phải xem tôi yêu cô ấy đến đâu. Vậy nếu Doãn Nghiên Hy lừa ông thì sao? Thẩm Mục Phạm hỏi. Nghiêm Chinh sửng sốt, mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Tôi và cô ấy thì khác, cô ấy chỉ là bạn tình của tôi, người tôi yêu là Lâm Nhân. Thế ư? Thẩm Mục Phạm không vạch trần lời nói trái với lòng mình của anh ta mà vẫn trở về đề tài lúc nãy. Tôi rất yêu cô ấy nhưng cũng rất tức giận. Nghiêm Chinh lấy làm lạ hỏi. Chẳng phải ông đã sớm biết chuyện cô ấy lừa ông sao? Lúc trước ông còn nói nếu cô ấy không muốn nói thì ông sẽ coi như là không biết, sao bây giờ lại tức giận? Tôi không giận cô ấy lừa gạt tôi, giở trò với tôi. Tôi giận là vì cô ấy không tin tưởng tôi. Có gì khác nhau sao? Nghiêm Chinh không hiểu. Có chứ. Thẩm Mục Phạm nở một nụ cười khổ. Sự khác biệt lớn nhất chính là cô ấy không hề xem tôi là người có thể thổ lộ tâm tư. Thấy bạn mình còn ngơ ngác, Thẩm Mục Phạm giải thích tường tận hơn. Tình yêu là chuyện của hai người. Hai người ở bên nhau không chỉ cùng hưởng vui vẻ hạnh phúc mà còn phải chia sẻ lo âu buồn khổ. Nếu toàn tâm toàn ý yêu một người thì không những thể hiện trước người đó mặt đáng yêu tốt nhất của mình, mà còn phải tin tưởng người đó, nắm tay người đó, đồng cam cộng khổ. Tình yêu là thế sao? Vậy tình cảm anh dành cho Lâm Nhân là yêu hay là gì? Nghiêm Chinh lắc đầu, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, vì sợ sẽ đánh mất quyết tâm mà anh khó khăn lắm mới ru ngủ mình để có được. Nghiêm Chinh hỏi, vậy theo tiêu chuẩn ấy thì ông yêu cô ấy sao? Đương nhiên rồi. Thẩm Mục Phạm nói chắc như đinh đóng cột. Nếu đã như thế thì sao còn kết hôn với Thạch Dận Nhã? Lẽ nào trái tim yêu một người vẫn có thể cưới một người khác? Anh nhếch môi lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ gian xảo. Đây là trừng phạt, cũng là giáo dục cô ấy. Có ý gì đây? Nghiêm Chinh không hiểu lắm. Ông định cưới người khác để cô ấy hối hận cả đời à? Không đến nỗi thế chứ. Vì trừng phạt Bạch Chi Âm mà đánh cuộc hôn nhân và hạnh phúc cả đời mình, cuộc mua bán này quá là lỗ vốn, không hợp với phong cách của anh. Như nhìn thấu suy nghĩ của bạn mình, Thẩm Mục Phạm bật cười. Yên tâm đi, tôi không ngốc đến thế đâu. Tôi sẽ không cưới một người mà mình không yêu. Nói đến đây, dường như Nghiêm Chinh đã hiểu phần nào. Kết hôn chỉ là một cái bẫy. Thanh gật đầu, Nghiêm Chinh cảm thán. Cái bẫy của ông cũng lớn thật đó. Đừng có đùa quá quá dở. Ông không sợ cô ấy tin là thật rồi bỏ đi mất sao? Cũng hơi sợ. Thẩm Mục Phạm thành thật trả lời. Có điều tôi có nội gián nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Ai vậy? Nghiêm Chinh tò mò. Doãn Nghiên Hy. Doãn Nghiên Hy? Sao cô ấy lại đồng ý làm nội gián cho ông? Nghiêm Chinh ngạc nhiên. Cô ấy nợ tôi một ân tình. Anh từ tốn nói. Quan trọng nhất là cô ấy chính là bạn thân của Âm Âm, luôn hy vọng Âm Âm được hạnh phúc. Nghiêm Chinh tự động xem nhẹ giấy sau mà chỉ tập trung vào giấy đầu. Cô ấy nợ ông cái gì? Ông giúp cô ấy làm gì mà sao tôi không biết? Muốn biết thì đi hỏi cô ấy đi. Anh thờ ơ nói. Cô ấy ở ngay bên cạnh ông, muốn hiểu cô ấy cũng rất dễ mà.
Anh đã hứa với Doãn Nghiên Hy là sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Nhưng thân là anh em tốt, anh vẫn nhắc nhở Nghiêm Chinh. Nghiên Hy và Âm Âm đều là những người phụ nữ rất thông minh. Có thời gian thì ông tìm hiểu cô ấy thêm đi. Những lời này của Thẩm Mục Phạm đã chạm trúng chỗ đau của Nghiêm Chinh. Anh ta và Nghiên Hy đã làm những chuyện thân mật nhất giữa nam nữ. Vô số lần khỏa thân trước nhau, quấn quýt lấy nhau. Anh cũng rất muốn tìm hiểu cô, nhưng cô tạo mình một cái vỏ bọc quá dày, hoàn toàn không cho anh có cơ hội làm việc đó. Có đôi khi Nghiêm Chinh nghĩ rằng chỉ có ở trên giường, nhìn cô dưới người mình, nhìn cô lên tiếng cầu xin khi mình ân ái với cô, thì anh mới có cảm giác mình thật sự có được cô. Nhưng vừa bước xuống giường, cô lập tức biến thành một người khác. Anh hoàn toàn không thể biết được cô đang nghĩ những gì. Thở dài một tiếng, Nghiêm Chinh cười bất lực. Đấu trí với phụ nữ thông minh thật là khổ. Đúng vậy. Thẩm Mộ Phạm càng hiểu được điều đó. Yêu phải một người phụ nữ thông minh thì càng khổ hơn. Nghiêm Chinh bật cười chế nhạo anh. Sợ khổ thì hãy buông tay đi. Cưới Thạch Dận Nhã luôn cho rồi. Cô ta có tiếng là dịu dàng nho nhã, nhà đầu rất ngoan ngoãn, được mấy cô thiên kim tiểu thư bình chọn là người thích hợp nhất để lấy làm vợ đấy. Cô gái ngoan ngoãn. Môi Thẩm Mộ Phạm nhếch lên, lời chứa đầy ẩn ý. Đừng trông mặt mà bắt hình dung. Ông có ý gì đấy? Thẩm Mộ Phạm nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói. Tôi không phải là người tuyên bố tin tức đính hôn này. Hả? Nghiêm Chinh nhướng mày. Tôi nợ Thạch Dận Nhã một lần, nên bây giờ trả nợ cho cô ta, tiện thể dạy dỗ cô gái của mình một chút. Cô ta biết ông sẽ không cưới cô ta chứ? Thẩm Mộ Phạm xua tay. Đương nhiên là biết, người cô ta muốn gả đâu phải là tôi. Nghiêm Chinh nhíu mày chần chừ hỏi. Đừng nói cô ta muốn dùng hôn nhân lần này để kích thích người đó nha. Chỉ là một trong số những nguyên nhân thôi. Thẩm Mộ Phạm nhớ tới kế hoạch của Thạch Dận Nhã thì dở khóc dở cười. Mục đích chủ yếu của cô ta là khiến mình trở thành người bị dứt bỏ. Hả? Nghiêm Chinh ngạc nhiên. Cô ta điên rồi à? Tự nhiên lấy danh dự của mình ra đùa. Cũng gần như thế. Thẩm Mộ Phạm thuật lại nguyên văn của Thạch Dận Nhã. Bị một tên đầu gỗ làm phát điên. Nhưng nghĩ lại thì chính anh cũng bị một cô gái giống hệt Đà Điểu làm điên lên đấy thôi. Cho nên mới bị Thạch Dận Nhã thuyết phục diễn trò kẻ phụ tình đi từ hôn với cô ta. Sau khi tin tức hai nhà Thẩm Thạch sắp làm thông gia được tung ra, tất cả báo chí ở xứ cảng này đều thi nhau chú ý đến mỗi đường đi nước bước của hai người. Hôm trước, bác Quả Táo vừa chụp được ảnh hai người cùng đi ăn tối, thì hôm sau, tin tức buổi sáng đã có bài viết Thẩm Mục Phạm tặng trang sức kim cương vô giá để đổi lấy nụ cười của gia nhân. Chưa đầy một tuần, báo giấy, báo mạng, TV, thậm chí là các mạng xã hội đều tung chứng cứ hai người Thẩm Thạch qua đêm với nhau. Trong nhất thời, việc hôn nhân giữa hai gia tộc trở thành chủ đề sôi nổi nhất. Có điều mỗi khi nhắc tới cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc này, thì người ta cũng không quên nhắc tới cô bé lọ lem được sủng ái nhất thời kia, rồi đồng loạt cảm thán rằng câu chuyện cổ tích đã dở tan, cuối cùng hoàng tử dẫn cưới công chúa. Sau khi nhìn thấy tờ báo ấy, lòng tin khó khăn lắm mới lấy lại được của Bạch Chi Âm lại bị bóp dụng trong nháy mắt. Người trở nên trống rỗng như bị ai hút mất linh hồn. Liên Hy sợ cô không chịu nổi nên đành đích thân đi tìm Thẩm Mộ Phạm định nói chuyện trái phải với anh. Cho dù anh có định kết hôn thì cũng phải nói rõ ràng với Bạch Chi Âm, không thể để cô chìm trong sự hối hận và chán nản như thế. Cứ tưởng rằng khó khăn lắm mới gặp được anh, nhưng không ngờ anh lại rất nể mặt Liên Hy. Chưa hẹn trước mà đã đồng ý gặp ngay. Vừa gặp mặt, Liên Hy liền nói thẳng vào chuyện. Tôi biết yêu cầu của tôi rất đường đột, nhưng tôi hy vọng anh có thể cho Chi Âm một cơ hội, cũng như cho hai người một cơ hội. Nói thật thì, tôi không tin anh không yêu cô ấy. Thẩm Mộ Phạm khẽ mỉm cười. Nói thật thì tôi cũng rất yêu cô ấy. Liên Hy ngẩn ra, không sao hiểu nổi. Nếu đã yêu cô ấy, thì sao không tha thứ cho cô ấy thêm lần nữa? Anh hỏi ngược lại, cô ấy có tới bảo tôi tha thứ sao? Nói tới đây, Liên Hy hiểu rằng người đàn ông này vẫn luôn đợi Bạch Chi Âm đến tìm mình.
Xem ra chuyện kết hôn cũng chỉ là để kích thích chi âm mà thôi. Anh thăm dò. Tin tức anh sắp kết hôn là giả sao? Tin tức không phải là giả, nhưng tôi có kết hôn hay không thì phải xem sự lựa chọn của âm âm. Thẩm Mộ Phạm nhướng mày. Nếu cô ấy muốn cứu vãn cuộc tình này, thì cả đời này, vợ của Thẩm Mộ Phạm tôi cũng chỉ có cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, thì tôi chỉ có thể cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối mà thôi. Bây giờ Liên Hy đã hiểu Thẩm Mộ Phạm chịu gặp mình là vì muốn mình nhắn lại với Bạch Chi Âm. Nếu người Thẩm Mộ Phạm yêu vẫn là Bạch Chi Âm, thì đương nhiên anh cũng nguyện làm sứ giả. Trong chung cư Hạnh Lâm, Võ Nghiên Hy nghe xong những lời Liên Hy nói thì cũng bắt đầu làm tốt chức trách nội gián của mình. Thạch Vận Nhã này là cháu nội của Thạch Hiến Hải của tập đoàn Thiên Dinh. Nghe nói người xinh đẹp nhu mì là người vợ lý tưởng trong lòng đàn ông giới thượng lưu đó. Chi Âm ôm gối, lặng lặng ngồi trên giường giống như là một quả cà bị sương muối làm cho khô héo. Thấy cô không nói tiếng nào, Nghiên Hy chọc vào cánh tay cô. Người ta đã nói rõ như vậy mà cậu còn ở đây ngồi thì như thế, không thích hợp lắm. Nói xong cô nháy mắt với Liên Hy. Liên Hy hiểu ý, lập tức tiếp lời. Đúng vậy, chính miệng anh ta đã thừa nhận với tôi là còn yêu cô đấy. Liên Hy sốt ruột. Anh ta làm gì như vậy thật ra là vì muốn cậu chủ động tới tìm anh ta. Cậu cứ xuống nước làm quà đi mà. Liên Hy sốt ruột. Rốt cuộc thì sĩ diện quan trọng hay là hạnh phúc cả đời cậu quan trọng hơn? Chà mím môi, một lúc sau mới cúi đầu nói. Không phải mình không thể xuống nước, mà là mình cảm thấy không xứng với anh ấy. Nghiên Hy lườm cô một cái. Cô hai à, đầu óc của cô bị hỏng rồi sao? Tự nhiên nói chuyện xứng với không xứng. Đừng nói tới chuyện cậu có xứng hay không, chỉ với thân phận của Thẩm Mộc Phạm thôi, thì không cần tìm một người tới để tôi vẽ thêm mình. Nhưng mà trong đầu Bạch Chi Âm bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đôi người ngọc ấy, khiến lòng cô thấy chua xót. Bọn họ đứng bên nhau trông rất đẹp đôi. Nghi Nghi thở dài một hơi. Cho nên cậu cảm thấy mình nên rút lui tác thành cho bọn họ sao? Không đợi Bạch Chi Âm trả lời, Nghi Nghi đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống nói với cô. Bạch Chi Âm, khi nào thì cậu trở nên lo được lo mất như vậy chứ? Nếu cậu nghĩ mình không xứng với người ta, không dám trèo cao, thì trước đây cậu tính kế anh ta, trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ta để làm gì? Bây giờ người ta yêu cậu rồi, chỉ cần cậu nói một câu là người ta sẽ từ hôn, thì cậu lại đổi ý, bắt đầu coi nhẹ mình, lo lắng không xứng với người ta là sao? Ngay cả đi tranh thủ cũng không dám, mà cậu còn luôn miệng nói cậu yêu anh ta, uổng cho tấm chân tình Thẩm Mộc Phạm dành cho cậu, hy sinh hạnh phúc cả đời mình để đánh cuộc. Nghi Nghi dừng lại một chút rồi ném ra một quả tạc đạn. Mình nói cho cậu biết, cậu nghĩ tại sao Thẩm Mộc Phạm lại kết hôn với Thạch Vận Nhã? Không phải vì muốn tìm một người đến khích cậu, mà là vì cậu. Anh ta nợ nhà họ Thạch, nên bây giờ bị họ buộc phải cưới con gái họ làm ba hờ của người ta. Ngay cả Liên Hy cũng phải ngạc nhiên trước tin tức này, lập tức hỏi. Trong bụng Thạch Vận Nhã có con của người khác rồi à? Nghiên Hy ừ một tiếng coi như trả lời. Là của ai vậy? Không biết nữa. Mình chỉ biết Thẩm Mộc Phạm muốn trả nợ ân tình nên mới bằng lòng kết hôn. Bạch Chi Âm lại hỏi. Cậu nói vì mình mà anh ta nợ ân tình của họ à? Cũng có liên quan tới cậu. Cậu còn nhớ chuyện chú Quyền bên cạnh con cáo già đó đi tự thú không? Đương nhiên là nhớ rồi. Nếu không nhờ có chú Quyền đi tự thú thì Bạch Phi Dương sẽ không bị lật đổ. Quan trọng hơn là nếu không nhờ chú Quyền đưa cho Thẩm Mộc Phạm những chứng cứ bất lợi với cô, rồi khăng khăng với cảnh sát là cô tham gia buôn bán văn vật mà không biết gì, thì bây giờ cô đã giống như Bạch Phi Dương ngồi tù ở Xích Thủy rồi. Có điều, chuyện chú Quyền tự thú có liên quan tới nhà họ Thạch ư? Nhà họ Thạch có ơn cứu mạng với chú Quyền. Doãn Nghi Hy giải thích, thảo nào mà lúc đầu bọn họ còn lấy làm lạ. Chú Quyền đi theo lão cáo già đó bao nhiêu năm nay, hai đứa con trai cũng là những trợ thủ đắc lực nhất của nhà họ Bạch. Thì sao chú ấy lại quy phục Thẩm Mộc Phạm, cam tâm kéo người nhà của mình vào để chỉ chứng Bạch Phi Dương, thì ra là vì báo ân. Liên Hy căm phẫn nói.
Cho nên bây giờ nhà họ Thạch muốn Thẩm Mục Phạm trả nợ ân tình. Nhưng cách trả nợ này cũng thật quá đáng. Sao có thể bắt anh ta nuôi con của người khác chứ? Hơn nữa, sao Thẩm Mục Phạm lại chịu? Nghi Hi than thở. Anh ta không chịu cũng đâu còn cách nào khác. Hai người đừng quên chú Quyền có thể chỉ chứng Bạch Phi Dương thì cũng có thể chỉ chứng Chi Âm. Anh ấy làm thế là để bảo vệ mình ư? Bạch Chi Âm ngạc nhiên, rồi sau đó cảm thấy đau lòng. Tại sao anh ấy lại ngốc như vậy? Nghi Hi nói tiếp. Đúng là rất ngốc. Làm nhiều việc như thế mà cậu vẫn không biết cảm kích. Còn ở đây nói cái gì mà xứng hay không xứng, đúng là không đáng thật. Không để ý tới sự xỉa xoáy của bạn mình, Chi Âm lập tức đứng bật dậy. Không được, mình không thể để anh ấy làm vậy. Nếu Thạch Vận Nhã không có con, thì cô cảm thấy họ rất đẹp đôi, tự ti đến nỗi không dám đến phá vỡ việc hôn nhân này. Nhưng hiện nay, anh vì muốn bảo vệ cô mà bằng lòng dứt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông. Tình yêu anh dành cho cô lớn như thế, sao cô có thể dễ dàng buông tay? Cô đã hạ quyết tâm. Nhưng Doãn Nghiên Hy lại dội thêm một gáo nước lạnh. Cậu cũng đừng nhất thời xúc động mà phải hiểu rõ, rốt cuộc là vì không muốn để anh ta chịu thiệt nên mới đi ngăn cản, hay là vì thật lòng yêu anh ta, muốn cùng anh ta đồng cam cộng khổ cả đời, đi cứu vãn cuộc tình này. Chi Âm mím môi lại, một lúc sau với trịnh trọng kiên quyết nói, mình muốn cứu vãn cuộc tình này. Khi đêm tới, sự nóng bức vào ban ngày đã tan biến, gió đêm mang tới cảm giác se se lạnh. Thế nhưng lòng bàn tay của Bạch Chi Âm thì lại toàn là mồ hôi. Cô rất cảm kích vì Thẩm Mục Phạm không làm khó mình, sẵn sàng gặp mặt cô. Nhưng lúc này, bị ánh mắt sắc sảo của anh nhìn chằm chằm, cô cảm thấy thiếu tự tin, cảm giác như không thở được dậy. Trên sofa đối diện, Thẩm Mục Phạm tỉ mỉ quan sát cô gái đã gần một tháng không gặp, đôi mày nhíu chặt. Từ Liên Hy và Nghiên Hy, anh biết dạo này tinh thần cô rất sa sút, nhưng không ngờ là cô lại tiều tụy đến như vậy. Cho dù cô có cố gắng trang điểm, thì vẫn không thể che giấu được đôi mắt thâm quầng dưới hàng mi cong. Còn nữa, cô không ăn cơm hay sao mà lại gầy đến như thế, giống như gió thổi qua một cái là sẽ bay mất vậy. Anh nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Anh đã không còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện ép buộc cô phải nói ra những lời thật lòng nữa, mà chỉ muốn ôm cô vào lòng, thân mật một phen, rồi dẫn cô về nhà bồi bổ. Ngay khi anh định đứng dậy, thì Bạch Chi Âm nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Anh đừng kết hôn với Thạch Vận Nhã. Sống lưng vừa thẳng dậy, lại khom xuống. Thẩm Mục Phạm dựa vào sofa, phải hít thở dài hơi, thì mới nén được ý định nhào tới mà ôm cô vào lòng. Anh giả vờ bình tĩnh nói, cho anh một lý do. Em yêu anh, em muốn làm vợ của anh, muốn ở bên cạnh anh suốt đời này. Cô lấy hết can đảm để nói. Lời thổ lộ khá trực tiếp của cô làm lòng anh kích động. Niềm vui sướng từ từ lan khắp toàn thân, nhưng anh vẫn cố nén cảm xúc. Im lặng. Một lúc sau, mãi đến khi trái tim đang đập thình thịch của Bạch Chi Âm tạm ngừng đập vì khẩn trương, thì anh mới lên tiếng. Em nói yêu anh, nhưng lại không chịu tin tưởng anh. Anh không dám tin rằng đó là tình yêu. Giọng của anh rất lãnh đạm, khiến Bạch Chi Âm cảm thấy cay cay nơi mắt, rồi hơi nước từ từ bao phủ. Cô chậm rãi bộc bạch những lời trong lòng mình. Từ ngày bước vào nhà họ Bạch, em biết rằng chỉ có dựa vào bản thân thì mình và Tiểu Thiên mới không bị ức hiếp. Để giành được sự coi trọng của ông lão, em đã không ngừng cố gắng hùa theo những gì ông ta thích, biến mình thành một con ngốc, cam tâm tình nguyện làm cu ly cho nhà họ Bạch mà không cần báo đáp. Trong những ngày ở nhà họ Bạch, em không ngừng phải diễn kịch, không ngừng ngụy trang, không ngừng toan tính, thận trọng bước từng bước. Những ngày tháng như thế đã diễn ra quá lâu, lâu đến nỗi em không biết mình phải làm sao để sống một cách thẳng thắn. Gặp được anh, đó cũng là do em dày công sắp đặt. Em muốn lợi dụng anh giúp em và Tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch. Chỉ có điều, em không ngờ được rằng mình cũng sẽ đồng lòng, sẽ yêu anh. Cô nhếch môi lên, cố nở một nụ cười, nhưng cuối cùng nước mắt lại tuôn trào, rơi xuống bàn tay cô, từng giọt, từng giọt. Em
thừa nhận giả vờ có thai là để níu kéo anh. Nhưng khi thấy dường như không phải vì em có thai mà anh mới tha thứ cho em, thì em lại không biết phải mở miệng như thế nào. Em rất sợ. Lúc đầu thì sợ anh biết rồi là sẽ không giúp em cứu Tiểu Thiên ra. Sau đó thì sợ anh không cần em nữa. Cuối cùng thì trở thành một nỗi sợ rất mơ hồ. Không biết là sợ điều gì. Có lẽ là em sợ anh biết được sự thật rồi thì sẽ thất vọng về em. Nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Chị Âm quay đầu đi, hít mũi để nuốt nước mắt vào, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Anh nói rất đúng, em không tin tưởng anh. Đó là vì em không biết phải tin tưởng thế nào. Trong tiềm thức của em luôn sợ hãi rằng, nếu giao hết tất cả cho anh rồi, lỡ như có một ngày anh không yêu em nữa, thì em biết phải làm sao? Cô thì thầm, khóc không thành tiếng nữa. Xin lỗi, em không nên nghi ngờ tình yêu anh dành cho em. Trong phòng lại yên ắng không tiếng động, sự im lặng lại tiếp diễn. Thâm Mục Phàm nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cô, mắt lóe lên điều gì đó. Từ trước đến nay, anh luôn trách cô không chịu ra hết trái tim của mình, nhưng lại không nghĩ tới chuyện sống trong hoàn cảnh như vậy. Thứ mà cô thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Rõ ràng là do anh không ngừng thăm dò cô, thử thách cô. Thế thì làm sao bảo cô có thể trao trọn trái tim mình, không giữ lại điều gì được? Giữa bọn họ, sai đâu chỉ có mình cô. Thâm Mục Phàm từ từ bước tới, đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với thái độ lạnh lùng khi nãy. Xin lỗi em. Tay của anh mang theo hơi lạnh, nhưng chị em lại cảm thấy tim rất ấm áp, rất nóng. Niềm hy vọng lại bắt đầu dâng lên đầy trái tim cô. Cô nắm lấy tay anh thúc thích. Mục Phạm, tha thứ cho em, được không? Em cũng tha thứ cho anh, được không? Anh nắm tay cô đưa lên môi mình. Tha thứ cho gã ngốc như anh, không biết làm thế nào để yêu em. Bạch Chi Âm không dám phán đoán lung tung hàm ý trong câu nói của anh nên thăm dò. Vậy anh đừng kết hôn, được không? Chuyện này à? Anh nhướng mày, chần chừ nói. E là không được. Mắt Bạch Chi Âm lại thấy cay cay, nước mắt còn chưa dứt, nay lại rơi càng nhiều. Có phải anh sợ bọn họ tố cáo em không? Không phải. Thẩm Mục Phạm nói. Cô cắn đôi môi đỏ, dè dặt hỏi. Vậy thì tại sao chứ? Nếu đã không sợ thì sao còn phải kết hôn? Không kết hôn thì làm sao cưới được em? Thẩm Mục Phạm bật cười. Cô ngớ ra một giây rồi cũng nín khóc, mỉm cười đưa tay đánh vào vai anh. Anh cố tình dọa em hả? Lâu như vậy mới chịu tới tìm anh, không dọa em một chút sao được? Thẩm Mục Phạm kéo tay cô, cắn nhẹ một cái, mắng yêu. Đồ không có lương tâm. Trái tim thấp thỏm bất an nay đã được yên ổn, nhưng nghĩ tới chuyện kết hôn, Bạch Chi Âm lại nhíu mày. Nhà họ Thạch muốn anh cưới Thạch Dân Nhã, anh từ hôn thì có sao không? Thẩm Mục Phạm thở dài. Có thể sẽ bị nhà họ Thạch chèn ép. Thiên Dinh và Thẩm Thị hợp tác với nhau rất nhiều. Nếu bọn họ cố tình chèn ép thì Thẩm Thị sẽ bị áp chế. Đến lúc đó sẽ có một cuộc chiến diễn ra. Có điều khi nhận lời với Thạch Dận Nhã thì anh đã nghĩ tới. Hơn nữa, nếu kế hoạch của cô ta thành công thì những tổn thất của Thẩm Thị sẽ được đền bù. Xin lỗi anh. Cô nắm chặt tay anh, kiên định nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Em có thể đến công ty giúp anh. Em định đến giám thị anh đấy à? Anh cố tình bẻ công ý của cô. Cô xùy một cái. Em mà thèm làm mấy chuyện như thế hả? Không làm chuyện đó, nhưng có thể làm chuyện này. Nói xong, anh cúi đầu phong kín môi cô, nụ hôn sau bao ngày gặp lại hết sức nồng nàn.
Anh bế bổng cô lên, bước nhanh qua phòng khách, đi vào phòng ngủ chính. Chị Âm được đặt xuống chiếc giường mềm mại, không biết là do động tác quá mạnh hay là vì nguyên nhân nào khác mà cô bỗng cảm thấy ngực rất khó chịu, dạ dày cuộn lên vị chua chua. Cô vội vã đẩy Thẩm Mục Phạm ra, thậm chí còn chưa kịp nhảy xuống giường thì đã nôn thốc ra. Thẩm Mục Phạm bị cô đẩy ra, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì hoảng hốt. Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Em... Cô vừa mở miệng thì cơn buồn nôn lại kéo tới khiến cô lại ói ra. Cơn nôn ọe này kéo dài tới gần 10 phút mới dần dần dịu lại. Thẩm Mục Phạm sợ cô nhìn thấy thứ vừa nôn ra thì lại ghê, nên vội vàng bế cô lên định ra ngoài. Nhưng vừa làm vậy thì cô lại bắt đầu nôn tiếp. Lần này Thẩm Mục Phạm hoảng hốt cùng cực, đợi khi cô ngừng ói thì lập tức đưa cô tới bệnh viện. Trên xe, sắc mặt của Bạch Giam đã tái mét nhưng vẫn an ủi anh. Em không sao, có lẽ là gần đây không ăn cơm nên dạ dày không được khỏe. Đừng nói chuyện, ngủ một lát trước đi. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Mặc kệ có bệnh gì hay không, cứ kiểm tra thì mới yên tâm. Bởi vì đã gọi điện thoại báo trước nên lúc này các chuyên gia nổi tiếng nhất của khoa tiêu hóa đã có mặt chờ khám bệnh. Sau đó, bọn họ nhất trí cho ra kết luận. Có lẽ bà Thẩm không bị đau dạ dày mà là có phản ứng khi mang thai. Thẩm Mục Phạm choáng váng. Anh nói gì? Anh nói cô ấy có thai. Chúng tôi vừa làm xét nghiệm nước tiểu cho cô ấy là dương tính, hơn nữa cũng đã siêu âm. Cái thai có lẽ đã được 10 tuần. Trời ạ, cô đang mang thai. Anh sắp được làm cha rồi. Thẩm Mục Phạm hưng phấn đi qua đi lại ở đó. Một lúc sau mới nhớ là phải vào thăm Bạch Chi Âm. Chi Âm đã biết tin này nên lúc ấy cũng đang trong quá trình tiếp thu và quản sốc. Thật là thần kỳ, thì ra bé cưng đã ở trong bụng cô hơn 2 tháng rồi. Cô đúng là một bà mẹ ngu ngơ, mang thai mà còn không biết. Mấy ngày nay còn ăn uống lung tung không điều độ. May mà bé cưng khỏe mạnh, không xảy ra chuyện gì chứ, nếu không cô sẽ áy náy cả đời mất. Em yêu, chúng ta có con rồi. Thẩm Mục Phạm vừa vào bên mép giường, đặt hai tay cô vào lòng bàn tay mình, niềm vui không sao tả xiết. Chị Âm gật đầu, rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, cô mới từ tốn nói. Thẩm Mục Phạm, xin anh hãy lấy em. Vì cầu hôn đã bị cô giành mất, Thẩm Mục Phạm dở khóc dở cười. Có điều chỉ cần họ yêu nhau, anh hoàn toàn không để tâm chuyện ai chủ động, giống như kế hoạch lúc đầu của cô vậy. Anh mỉm cười, mau mắn gật đầu đồng ý, cúi đầu hôn lên môi cô hứa hẹn. One love, one lifetime. Tình yêu của bọn họ bắt đầu từ cô, nhờ có cô mà hoàn mỹ. Hạnh phúc thuộc về bọn họ vừa mới bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, tập 21 7 tình tình 7 sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.